nhằm thúc đẩy hợp tác trong việc nghiên cứu và triển khai hiệu quả công tác tổ chức các sự kiện hoạt động tổ chức hội trợ thương mại quốc tế tăng cường cung cấp thông tin thị trường mặt hàng nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại việt nam và phối hợp tạo điều kiện để các doanh nghiệp tại việt nam tham gia các hoạt động hội trợ quốc tế mới đây tại hà nội cục xúc tiến thương mại bộ công thương và tập đoàn mesis frankfurt đức đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong hoạt động xúc tiến thương mại tại lễ ký kết đại diện cục xúc tiến thương mại bộ công thương cho biết để đáp ứng yêu cầu mới về hoạt động hỗ trợ thương mại với mục tiêu thúc đẩy và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại nhất là trong lĩnh vực hoạt động hội trợ triển lãm trên thế giới nhằm phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại hội trợ quốc tế tại việt nam việc ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn messis frankfurt đức sẽ thúc đẩy hợp tác trong việc nghiên cứu và triển khai hiệu quả công tác tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại và hội trợ thương mại quốc tế trong tầm khu vực tại việt nam thông qua việc ký kết giữa hai bên sẽ tổ chức 4 hội trợ quốc tế chuyên ngành hội trợ thương mại quốc tế về sợi vải và phụ kiện diệt may hội trợ thương mại quốc tế về hàng tiêu dùng hội trợ thương mại quốc tế về tự động hóa công nghiệp hội trợ thương mại quốc tế ngành công nghiệp xe đạp từ thành phẩm đến phụ tùng và linh kiện